Do Bồ Tát này là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn nên còn được gọi là Maha Tát. Thiện hiện thưa, những vị nào gọi là chúng hữu tình lớn mà Bồ Tát là bậc thượng thủ ở trong đó, Phật bảo thiện hiện, đó là trụ chủng tánh thứ 8 dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác và từ mới phát tâm cho đến đại Bồ Tát địa vị bất thối chuyển. Như vậy đều gọi là chúng hữu tình lớn, Bồ Tát là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn này nên còn được gọi là Maha Tát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, như vậy do đâu Bồ Tát có thể là bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn? Phật bảo thiện hiện, do Bồ Tát này đã phát tâm kiên cố, dụ như kim cương, quyết định không thối chuyển, vì vậy có thể làm bậc thượng thủ ở trong chúng hữu tình lớn. Thiện hiện lại thưa, thế nào là tâm như kim cương của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào phát tâm như vậy, nay tôi sẽ mặc áo giáp công đức lớn, vào trong vô biên đồng trống lớn sanh tử, vì các hữu tình phá hoại tất cả phiền não oán địch. Tôi sẽ vì khắp tất cả hữu tình, làm khô cạn vô biên biển lớn sanh tử. Tôi sẽ xả bỏ tất cả thân mạng tài vật, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Với tâm bình đẳng, tôi sẽ làm an lạc lợi ích cho tất cả hữu tình. Tôi sẽ làm cho khắp các loài hữu tình an trụ đạo ba thừa hướng đến Niết Bàn. Mặc dù đem ba thừa cứu độ cho tất cả hữu tình, nhưng tôi đều không thấy có một hữu tình nào được cứu độ. Tôi sẽ hiểu rõ tất cả pháp tánh không sanh không diệt, không tịnh không nhiễm. Tôi sẽ thuần đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành sáu pháp ba la mật đa. Tôi sẽ tu học tất cả pháp thông đạt hoàn toàn biến nhập diệu trí. Tôi sẽ thông đạt nhất thiết pháp tướng nhất lý thú môn. Tôi sẽ thông đạt nhất thiết pháp tướng nhị lý thú môn. Tôi sẽ thông đạt nhất thiết pháp tướng đa lý thú môn. Tôi sẽ tu học các diệu trí, đạt đến các pháp tánh, đưa đến công đức thủ thắng. Này thiện hiện, đó là tâm như kim cương của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, nếu có các loại hữu tình chịu khổ não trong tất cả địa ngục, bàng sanh quỷ giới và cõi người trời, thì tôi sẽ chịu thay cho họ và làm cho họ được an vui. Các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình, tôi sẽ trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa kiếp chịu các loại khổ lớn trong các địa ngục, dùng vô số phương tiện giáo hóa làm cho họ được vô dư niết bàn. Như vậy Bồ Tát lần lượt làm lợi ích cho khắp tất cả hữu tình, vì họ trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa kiếp chịu các loại khổ lớn trong các địa ngục, đều dùng vô số phương tiện giáo hóa làm cho họ được vô dư niết bàn. Làm như vậy rồi tự mình gieo trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn câu chi na diễu đa kiếp tu tập viên mãn tư lương bồ đề, sau mới chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đã mong cầu. Này thiện hiện, thệ nguyện như vậy cũng gọi là tâm như kim cương của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát thường phát tâm thủ thắng, tâm rộng lớn, do tâm này nên quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là tâm thủ thắng, tâm rộng lớn của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, từ lúc mới phát tâm cho đến khi chứng đắc trí nhất thiết trí, tôi quyết định sẽ không sanh lòng tham dục, sân giận, ngu si, căm hờn.
che giấu tội lỗi tổn hại hữu tình, bực tức dua nịnh, luống rối, ganh tị, san tham, kiêu căng, tà kiến, ngã mạn, vân vân, cũng quyết định không phát tâm hướng đến mong cầu thanh văn độc giác. Đó là tâm thù thắng, tâm rộng lớn của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát, phát sanh tâm quyết định không lay động, do tâm này nên quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là tâm không lay động của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, tôi sẽ nương vào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để tu tập phát sanh tất cả các sự nghiệp đã tu tập mà không kiêu mạn buông lung. Này thiện hiện, đó là tâm không lay động của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát, đối với khắp tất cả các loại hữu tình, bình đẳng phát sanh tâm chân thật lợi lạc, do tâm này nên quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là tâm chân thật lợi lạc của Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát phát tâm như vậy, tôi quyết định đến tận cùng đợi vị lai, sẽ làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm chỗ nương tựa quay về hòn đảo, nhà cửa, thường không lìa bỏ. Này thiện hiện, đó là tâm chân thật lợi lạc của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nào đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ tâm này, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thường siêng năng tinh tấn ưa Pháp, thích Pháp, vui Pháp, mừng Pháp, do nhân duyên này quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, thế nào là Pháp? Tại sao đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thường đối với Pháp này, ưa Pháp, thích Pháp, vui Pháp, mừng Pháp? Phật bảo thiện hiện, Pháp là sắc, chẳng phải sắc, đều không có tự tánh, đều bất khả đắc, không thể phá hoại, không thể phân biệt, đó gọi là Pháp. Ưa Pháp là đối với Pháp này sanh lòng ưa thích mong cầu. Thích Pháp nghĩa là đối với Pháp này khen ngợi công đức. Vui Pháp nghĩa là đối với Pháp này vui vẻ ghi nhận. Mừng Pháp là đối với Pháp này rất hâm mộ tu tập, thân cận, mến kính. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường hay ưa Pháp, thích Pháp, vui Pháp, mừng Pháp, mà không kiêu mạn, quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trụ Pháp không nội, cho đến Pháp không vô tánh tự tánh, tu bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thì đại Bồ Tát ấy quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem vô sở đắc làm phương tiện an trụ Tam Ma Địa Kim Cương Dụ, cho đến an trụ Tam Ma Địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, giải thoát như hư không, đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này quyết định có thể làm bậc thượng thủ trong chúng hữu tình lớn. Này thiện hiện, do các nhân duyên như vậy, các đại Bồ Tát quyết định có thể ở trong chúng hữu tình lớn làm bậc thượng thủ. Vì vậy, Bồ Tát còn gọi là Ma Ha Tát.